Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bão Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn về admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Manchester sẵn sàng chào đón thần rừng Timo Werner. Xem Ronaldo đá, Rangnick công khai ngả mũ. Minh chứng rõ ràng nhất cho thấy MU đã lột xác dưới thời Rangnick. Và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU bất ngờ nhắm mắt Green thay Pogba. Tamiro cho hay, Ralf Rangnick có thể làm theo một số lời khuyên chuyển nhượng từ Sir Alex Ferguson để bổ sung lực lượng cho MU. Huấn luyện viên tạm quyền của Quỷ Đỏ được cho đang hướng đến ký bản hợp đồng đầu tiên trong tháng 1 năm 2022 là Amadou Hadara từ đội bóng cũ Leipzig. Tuy nhiên, Sir Alex đánh giá cao ngôi sao của Aston Villa và Scotland, John McGinn. The Sun cung cấp thêm, Ralf Rangnick đánh giá John McGinn có thể phù hợp với phong cách bóng đá mà ông muốn áp dụng tại MU và sẽ hỏi mua tiền vệ 27 tuổi này nếu Pogba rời Old Trafford. Thực tế, John McGinn lọt vào tầm ngắm của MU từ năm 2019. Aston Villa dự kiến sẽ đòi con số hơn 50 triệu bảng mới nhà người, vốn còn hợp đồng đến hè 2025. McGinn có 3 bàn thắng, 1 đường kiến tạo sau 13 trận ở Bromwich mùa này. Manchester sẵn sàng chào đón thần rừng Timo Werner. Huấn luyện viên Ralf Rangnick đề ngò khả năng tái ngộ của học trò cũ Timo Werner ở MU khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa. Timo Werner không có vị trí chính thức ở Chelsea. Với sự trở lại của Romelu Lukaku, cơ hội của anh càng ít đi. Gần đây, huấn luyện viên Thomas Tuchel cũng ưu ái Hakim Ziyech hơn. Sport Bild tin, huấn luyện viên Rangnick muốn giải cứu Timo Werner và giúp anh tìm lại chính mình. Rangnick là một trong những người có ảnh hưởng lớn đến Werner trong thời gian ông còn làm việc ở RB Leipzig. Nếu đưa Timo Werner về MU, Rangnick sẽ sử dụng anh như một tiền đạo cánh trong lối đá phản công tổng lực để hỗ trợ tối đa cho Cristiano Ronaldo. Rangnick bật mí bộ khung của MU muốn Sancho và Fernandes cùng tỏa sáng. MU giành chiến thắng 1-0 trước Crystal Palace ở vòng 15 ngoại hạng Anh trong trận đấu ra mắt của huấn luyện viên Ralf Rangnick. Mặc dù thắng lợi chỉ được quyết định nhờ bàn thắng đẹp mắt của Fred, dư luận Anh đánh giá cao sự khởi sắc trong lối chơi của MU, mặc dù Rangnick chỉ có một buổi tập để chuẩn bị. Trong 30 phút đầu tiên của trận đấu, MU đã triển khai một thế trận pressing khá ấn tượng và họ thường xuyên đạt được bóng bên phần sân đối phương để tổ chức tấn công. Tuy nhiên, sau nhiều cơ hội bỏ lỡ và có dấu hiệu xuống sức, MU lùi về tổ chức phòng ngự và bảo vệ khung thành của David De Gea trước khi tái lập thế trận ép sân ở 20 phút cuối và tìm được bàn thắng. Sau trận đấu này, huấn luyện viên Rangnick đã có cuộc phỏng vấn cho BBC Radio và ông giải thích cách bố trí đội hình của mình. Nhà cầm quân người Đức đánh giá cao màn trình diễn của các học trò và cho biết sơ đồ ông sử dụng nhằm tới mục đích phát huy tối đa khả năng kiến thiết của cả Bruno Fernandes lẫn Jadon Sancho. Rangnick chia sẻ, với tôi, điều logic nhất không thay đổi nhiều so với trận thắng Arsenal. Mọi người đều có thể lực tốt, không ai chấn thương thêm và tôi quyết định chọn nguyên đội hình xuất phát của trận trước. Câu hỏi nằm ở khâu gây sức ép lên đối phương, làm thế nào để khiến họ rối loạn và giành quyền kiểm soát cho chúng tôi. Tôi quyết định dùng sơ đồ 4-2-2-2 với hai tiền đạo. Tôi không muốn Cristiano Ronaldo một mình ở trên, tôi muốn Ronaldo và Marc Rashford ở phía trên để dùng tốc độ của họ cho các pha bóng trục dọc. Và cùng lúc đó, tôi có Jadon Sancho và Bruno Fernandes ở hai vị trí số 10. Họ ở hai vị trí có đảm bảo không gian cho các hậu vệ biên hoạt động và xin bóng khi có thể. Hai hậu vệ biên được hoạt động gần như những tiền vệ vậy. Cũng như từ đây, Rangnick giải thích vì sao ông chọn Alex Telles và Diogo Dalot cho hai vị trí hậu vệ biên ở trận này. Tôi nghĩ Alex và Diogo đã chơi rất hay ở trận này. Họ luôn tấn công rất hiệu quả. Trong sơ đồ này, hậu vệ biên phải là người có thể lên xuống liên tục và sở hữu bộ kỹ năng để tấn công lẫn phòng thủ. Bởi hai tiền vệ lùi sâu sẽ không thường xuyên giạt ra và hai cầu thủ số 10 cũng sẽ không mấy khi ra biên. Hai vị trí đòi hỏi nhiều nhất trong sơ đồ này chính là hai cầu thủ số 10 vì họ sẽ thu hút sự chú ý của cả các tiền vệ lẫn trung vệ đối phương. Nhưng họ cũng cần sự tiếp ứng và do đó hai hậu vệ biên phải dâng lên hỗ trợ khi hai số 10 bị vây bắt. Tôi đánh giá cao Alex Telles và Diogo Dalot vì khả năng của họ rất hợp cho hai vị trí đó. Rangnick tung Mason Greenwood vào sân từ ghế dự bị trong hiệp 2 và Greenwood đã kiến tạo nên bàn thắng của Fred. Tuy nhiên, huấn luyện viên người Đức cho biết dù ông coi trọng việc tin dùng các cầu thủ trẻ do câu lạc bộ đào tạo, sự có mặt của họ ở đội 1 phải xứng đáng qua sự thể hiện trên sân tập. Rangnick bình luận, Mason đã chơi tốt ở đầu mùa giải và tôi đánh giá cậu ấy là một cầu thủ có tài năng thiên phú. Tôi muốn cho cậu ấy cơ hội thể hiện trong tương lai, nhưng Mason cũng phải đứng xứng đáng với điều đó qua tập luyện. Xem Ronaldo đá, Rangnick công khai ngả mũ. Cuộc đụng độ giữa Quỷ Đỏ và Crystal Palace đánh dấu màn ra mắt của huấn luyện viên Ralf Rangnick trên cương vị tân thuyền trưởng đội chủ nhà.
Với điểm tựa thánh địa, Man United là đội tạo ra nhiều cơ hội hơn. Tuy nhiên, cũng phải chờ đến gần cuối trận, Quỷ Đỏ mới chốt hạ được 3 điểm nhờ bàn thắng quyết định của Fred. Phát biểu qua BBC Match of the Day được The Sporting News dẫn lại, Rangnick nhận xét về màn trình diễn của toàn đội, bao gồm trụ cột Cristiano Ronaldo. Tôi rất vui về cách đội bóng trình diễn, đặc biệt trong nửa giờ thi đấu đầu tiên. Khả năng pressing thật nổi bật, điều duy nhất thiếu là tỷ số 1-0 hay 2-0. Ở khía cạnh phòng ngự, chúng tôi cũng kiểm soát toàn bộ thế trận. Giữ sạch lưới là phần quan trọng nhất và là điều Man United phải cải thiện. Với chỉ một buổi tập, tôi thật sự ấn tượng, chúng tôi đã chơi hay hơn kỳ vọng. Man United luôn cố gắng chơi trên sân đối thủ. Trong phần lớn thời gian, chúng tôi luôn cố gắng đẩy đối thủ cách xa khung thành. Chúng tôi cũng muốn thi đấu với hai tiền đạo, đặc biệt ở khu vực trung tâm, và mũ với nỗ lực hoạt động không bóng của Ronaldo. Minh chứng rõ ràng nhất cho thấy MU đã lột xác dưới thời Rangnick. Dù chỉ là trận đấu đầu tiên mà Ralf Rangnick cầm quyền tại đội bóng, song MU đã cho thấy những dấu hiệu tích cực về lối chơi ở màn so tài với Crystal Palace tại vòng 15 ngoại hạng Anh. Họ đã chơi pressing một cách đồng bộ, đồng thời luôn tạo ra sự áp sát rất nhanh với các cầu thủ đối phương. Đặc biệt, dù chỉ mới nắm quyền tại câu lạc bộ có vài ngày và có duy nhất một buổi tập với những học trò, song Rangnick đã tạo ra điều cực kỳ khác so với khi MU được dẫn dắt bởi Ole Gunnar Solskjaer. Minh chứng rõ ràng nhất cho thấy Quỷ Đỏ lột xác dưới bàn tay chiến lược gia người Đức đến từ việc những hậu vệ luôn chủ động dâng cao để tiến hành áp sát nhanh với đối thủ. Điều này được thể hiện từ vị trí của Lindelof, Alex Telles và Diogo Dalot. Với Lindelof, ở màn so tài vừa qua, anh có ít nhất 2 lần xuất hiện ở vạch giữa sân, thậm chí là tiến sang hẳn phần sân đối phương để tiến hành áp sát rồi tranh chấp bóng ngay khi thủ môn Crystal Palace thực hiện các pha phất bóng lên phía trên. Sự chủ động ấy giúp cho cá nhân trung vệ người Thụy Điển cũng như Quỷ Đỏ nhanh chóng thu hồi bóng. Trong khi đó, các hậu vệ cánh của MU như Telles hay Dalot cũng rất tích cực tiến hành áp sát tầm cao. Ngay khi những tiền đạo cánh bên phía Palace như Zaha hay Ayew có bóng ở sát đường biên, bộ đôi hậu vệ Quỷ Đỏ đã xuất hiện ngay phía sau, khiến đối thủ lúng túng và nhanh chóng mất quyền kiểm soát bóng. Đây chính là khác biệt cơ bản của MU dưới thời Rangnick so với Solskjaer trước đó. Khi vị chiến lược gia người Na Uy còn nắm quyền, Quỷ Đỏ lộ ra rất nhiều khoảng trống để đối phương triển khai. Song, trong màn so tài tối ngày 5 tháng 12, Palace có rất ít không gian để làm điều đó. Với sơ đồ 4-2-2-2, MU gần như bịt mọi đường lên bóng của đối thủ, đặc biệt hạn chế tối đa các pha phản công, điều mà Quỷ Đỏ liên tục mắc phải kể từ đầu mùa dưới thời Solskjaer. Rõ ràng, dù chỉ mới là trận đầu tiên dẫn dắt đội bóng, song Rangnick đã thực sự gây ấn tượng bằng cách tạo ra lối chơi áp đặt lên Quỷ Đỏ, khiến mọi đối thủ của MU giờ sẽ cảm thấy nghẹt thở khi phải chạm trán họ. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!